Dạ thầy, hôm nay chúng ta tới thăm vườn nho của chú Ba Mọi, là nông dân có 40 năm kinh nghiệm trồng nho ở địa phương. Coi như người tiên phong đó ha. Dạ, người vườn tiên nho phong. Này cũng đặt tiêu chuẩn Việt Gáp. Dạ. Hôm nay chúng ta đến để trao đổi một số dịch hại trên cây nho. Dạ. Dạ, chào chú Ba. Dạ, dạ vâng, dạ. Xin giới thiệu với chú Ba, đây là thầy Ngọc, chuyên viên của công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Dạ, thưa thầy, chúng tôi rất hân hạnh được thầy đến đây tham quan. Và đây là một cái dịp mà chúng tôi trân trọng kính nhờ thầy giúp đỡ cho chúng tôi trong vấn đề phòng chống một số sâu bệnh trên cây nho. Với 40 năm mà trôi qua, chúng tôi cũng đã kinh qua một số sâu bệnh chính trên cái cây nho. Đối với cây nho mà trồng tại Ninh Thuận thì nó có hai mùa rõ rệt. Đó là mùa nắng từ tháng 2 cho tới khoảng tháng 5, tháng 6. Đó là mùa chính. Và trong mùa này thì nó cũng có xuất hiện một số sâu bệnh. Mùa nắng thì quan trọng nhất đó là con bọ trĩ. Nếu được thì chúng tôi rất hân hạnh được thầy tư vấn. Giúp đỡ cho những anh em trồng nho của chúng tôi có thể là phòng trị được. Đó là điều rất quan trọng. Thì qua phần trình bày của anh Ba thì tôi cũng sơ bộ tôi nắm. Như vậy thì về sâu đó, anh quan tâm thứ nhất là con bọ trĩ. Cái thứ hai là con rầy mật, tức là con bọ rầy sáp. Thì bây giờ chắc nhờ anh Ba cho đi vòng xem vườn đó, rồi có sau đó anh em mình sẽ ngồi lại để trao đổi thêm. Anh Ba anh trân trọng kính mời thầy tham quan. Kính thưa quý vị, cây nho là một đặc sản đặc trưng của khu vực Ninh Thuận. Trong thời gian gần đây, trên cây nho bị một số sâu bệnh hại gây ảnh hưởng tới năng suất kinh tế của bà con. Để tháo gỡ những thắc mắc này, hãy cùng tôi tìm câu trả lời. Thưa thầy, trong cái nghề trồng nho trong vụ nắng nó hay bị con bọ trĩ. Thì theo với thầy thì cái cách phòng ngừa cũng như cách chữa trị nó như thế nào cho hiệu quả, nhờ thầy có thể tư vấn giúp đỡ dùm cho bà con chúng tôi. Cảm ơn anh Ba. Thì anh Ba với lại vẫn thấy rằng là cái con bọ trĩ không phải chỉ hại cây nho mà nó gây hại nhân nhiều cây trồng, trên cây xoài cũng có, trên cây rau cải cũng có, trên rau dưa cũng có, tức là nó phá hại nhiều cây trồng. Thì cái con bọ trĩ nó khác với cái con nhện. Con nhện thì nó chích hút, nhưng con bọ trĩ nó dùng cái răng nó cứa cái biểu bì nó hư đi, rồi nó mới chích hút và hút cái nhựa nó ra đó. Thì con bọ trĩ nó mắt thường mình có thể nhìn thấy được anh Ba. Mới đầu nó chỉ có màu vàng sẫm, rồi sau đó biến thành màu nâu đó, rồi nó phá hại một cách là nó đẻ trứng ở những bộ phận non của cây. Thành ra anh Ba thấy là trên những cái cây mà bị bọ trĩ thường thường nó gây hại trên những bộ phận non, ví dụ lá non hay là cái bông gì đó, cái trái non, cái ngọn đó, thì nó phá hại một cách là nó chích hút nhựa ra. Thì cái bọ trĩ á, thì tôi thấy là trên mấy cây trồng khác hay trên cây nho cũng vậy, là có thể nó gây trên lá. Nó gây trên lá, nó chích hút nhựa làm cho cái lá người ta biến màu đi, và cái con bọ trĩ nó gây hại như mặt dưới lá. Thì ngoài cái lá nó còn gây hại trên cái bông. Nó gặp nhau chích nhựa bông làm cho cái bông nó bị mất nhựa và nó hư bông. Và hư bông thì nó làm mất năng suất. Và trên trái nó gây hại trên trái thì nó làm cho cái trái nó, cái da trái nó sần sùi. Người ta gọi là trên cái cây xoài, người ta gọi là cái bệnh ghẻ đó. Thì để phòng trị cái này thì cái đơn giản nhất là chúng ta làm cái, trong cái vườn mình đừng trồng những cái cây ký chủ của cái con bọ trĩ, chẳng hạn như cái cây cái bông vải hay là cây táo hay cái gì đó đến đó. Đó mà tôi thấy cái vườn anh rất không có cái đó, của bà con đây không có đó. Cái pháp thứ hai người ta cũng khuyến cáo là dùng nước, là bởi vì con bò sĩ nó không có thích nước. Thành ra nếu mình phun nước lên đó thì cái tiểu khí hậu trên cái vườn mình nó không thích hợp thì con bò sĩ nó tự nó chết thôi, nó không còn nữa đâu. Cái biện pháp thứ ba đối đế lắm chúng ta phải dùng thuốc. Và dùng thuốc thì bởi vì cái nho là cái thực phẩm, thành ra phải dùng thuốc gốc sinh học. Trong kinh trồng hôm nay chúng tôi xin giới thiệu anh là có thể dùng cái dầu khoáng SK. Dầu khoáng SK này thì cái ly chỉ có 1 đến 3 ngày thôi, và được FDI của Mỹ nó xếp vào cái chủng loại dầu thực phẩm, có nghĩa là ít độc. Thì anh phun cái liều lượng cá thì cái con bò trĩ này nó sẽ bớt đi. Và nếu giả sử anh cũng có thể dùng đơn, hoặc là anh cũng có thể phối với thuốc hóa học ít độc, chẳng hạn như là Samida 100SN là hay là cái King Spider là cái thuốc mà mới những độc năm. Thì khi mình pha dầu khoáng với những thuốc này thì mình có thể giảm cái liều dầu khoáng xuống và chú ý cái thời gian cách ly. Thì đó, cái đó thì con bò trĩ tôi nghĩ nó không có đáng ngại nữa. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm mà hôm nay cũng xin được phép chia sẻ với anh Ba. Thì thật ra hôm nay nói thật lòng, trong cái tâm của tôi thì cũng rất là vinh dự được gặp anh, một cái người đã từng gắn bó với cây nho ở Ninh Thuận 40 năm. Và cũng nhờ cái sự
cái sự đóng góp của anh mà cây nho hiện nay ở Ninh Thuận nó còn tồn tại và nó có một cái tiếng vang ở trong cả nước. Thì cũng xin nhân cơ hội này cũng xin cảm ơn anh và chúc anh được sức khỏe, được sức khỏe và cái vườn nho mình nó càng ngành nó càng có cho mình cái huệ lợi tốt hơn. Dạ, anh ba. Dạ. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn thầy dạ. vì đã quá bước đến cái vườn nho của chúng tôi và qua những cái sự hướng dẫn, những cái sự chỉ dẫn của thầy thì hy vọng rằng một số bà con trồng nho tại Ninh Thuận cũng từ đó có thể là làm những cái tiêu chuẩn, làm những cái hướng đi yeah. để làm cho cây nho của Ninh Thuận ngoài cá nhân anh còn tất cả những cái vườn nho Ninh Thuận sẽ tốt hơn, sẽ đạt những cái hiệu quả rất tốt cho cái một kiếp đời nông dân gắn bó với cây nho.